Em Hoài xin chào toàn thể anh chị ạ. Và chào mừng anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của Tưởng Gỗ Trung Kiên. Chúc anh chị có một buổi chiều may mắn, vui vẻ cũng như là bình an. Vâng, và trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu anh chị một siêu phẩm di nạc cử phúc đứng vác canh đào, được chế tác trên chất liệu là gỗ hương ta Gia Lai. Và anh chị ơi, cũng chuẩn bị kết thúc một năm cũ rồi, bước sang một năm mới thì hãy nhanh tay sở hữu cho em gái một siêu phẩm đẳng cấp này để có thể là trưng chơi trong không gian nhà mình cũng như là đem lại những cái phong thủy tốt nhất, đúng không ạ? Và trước khi vào tác phẩm thì em cũng xin giới thiệu qua về cơ sở bên em. Cơ sở bên em nằm trên quốc lộ 38, là ngày mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương, với hai đầu số quen thuộc là 0944 812 986 và 0822 338 345. Và anh chị ưng ý mặt hàng nào thì có thể là liên hệ trực tiếp với nhà em qua hai đầu số này để em gửi hình ảnh, video cũng như là kích thước cận cảnh, đúng không ạ? Và để anh chị không phải chờ đợi lâu thì em sẽ đưa sát ống máy quay vào gần để anh chị có thể thưởng lãm đường vân chất gỗ, đúng không ạ? Tất với chiều cao cho em gái là 2m90, ngang là 1m57 và sâu là 99. Tặng kèm anh chị một chiếc kỷ cao đến 32cm anh chị nhá. Giao lưu với anh chị là 108 triệu đồng, và 108 triệu đồng em gái đã bao gồm phí vận chuyển rồi anh chị ơi. Và trước mặt anh chị đây là một cụ di nạc. Một cụ di nạc thì thường biểu tượng cho một cuộc sống an lạc, may mắn, hạnh phúc cũng như là con đàn cháu đống về cho đại gia đình mình, đúng không ạ? Từ anh chị có thể thưởng lãm cho em gái diện mặt này. Diện mặt thì cực kỳ là hoan hỉ luôn anh chị nhá. Vâng, từ những cái ánh mắt này, từ những cái nụ cười này, moi móc thì cực kỳ là sạch sâu cho em gái được, đúng không ạ? Toát lên sự vui tươi cũng như là sự mang lại sự may mắn về cho đại gia đình mình anh chị nhá. Từ những cái đống lông mày cho em gái này châm tỉa thì cực kỳ là sắc nét anh chị nhá. Và điểm trên đấy là những cái đường vân chất gỗ của một phôi gỗ hương ta Gia Lai rất là già luôn cho em gái, đúng không ạ? Từ những cái dái tai này chặt tỉa thì cũng rất là tròn anh chị nhá, cũng rất là to để có thể là mang lại tài lộc, mang lại vinh hoa phú quý về cho đại gia đình mình, đúng không ạ? Và trên cổ cụ thì có đeo một những cái chuỗi vòng hạt anh chị có thể thấy này, từ những cái viên ngọc thôi anh chị nhá. Châm tỉa thì cực kỳ là sắc nét và cũng cực kỳ là rõ ràng luôn cho em gái, đúng không ạ? Từ những cái đường mặt vòng anh chị có thể thấy cho em gái này, đục tỉa thì rất là tơi luôn anh chị nhá. Và điểm trên đấy thì cụ đang đứng với một cái dáng thế rất là ung dung, một dáng thế rất là tự tại này, với một thân hình rất là mập mạp này và một chiếc bụng to để có thể là mang lại tài lộc, mang lại may mắn về cho đại gia đình mình, đúng không ạ? Và một bên tay của cụ thì đang vác một cành đào hàng ngàn năm tuổi. Điểm trên đấy là những cái trái đào tiên anh chị có thể thấy này, rất là căng mọng, rất là tròn đều, và những cái đường vân chất gỗ thì vô cùng già luôn cho em gái anh chị nhá. Từ những cái tán hoa này, những cái nhánh lá thôi anh chị ơi, châm tỉa thì cũng rất là sắc nét. Từ những đường led đục thì vô cùng tinh tế luôn cho em gái chị nhá, để mang lại sức khỏe và cũng như là mang lại sự trường thọ về cho đại gia đình mình, đúng không ạ? Và để cân đối tác phẩm thì nghệ nhân bên em có chế tác thêm là 9 cô cậu tiểu đồng anh chị nhá, đủ led đủ tỉa, với mỗi cô cậu đều mang một diện mặt, một dáng vẻ khác nhau, nhưng mà đều toát lên sự vui tươi, sự hóm hỉnh, đúng không ạ? Mang lại cho một gia đình mình một gia đình con đàn cháu đống này đề hòa cũng như là hạnh phúc ấm lo, tiền bạc của cải về cho em gái, đúng không ạ? Vâng, anh chị có thể là ngắm cho em gái mỗi cô cậu tiểu đồng thôi, đục tỉa thì cũng rất là sắc nét và rất là chi tiết luôn cho em gái anh chị nhá. Và cụ thì đang đứng dưới một gốc tùng hàng ngàn năm tuổi, một cây tùng đại lâm mộc cho em gái, đúng không ạ? Từ những phôi gỗ tự nhiên, phôi gỗ hương ta tự nhiên thì nhà em chế tác ra những cái tán tùng thì cực kỳ là sắc nét, châm tỉa thì cực kỳ là tỉ mỉ cho em gái, đúng không ạ? Moi móc thì sạch sâu luôn cho em gái anh chị nhá. Là biểu tượng cho một người quân tử này, dù có khó khăn, dù có vấp ngã hay là dù có gặp thử thách cũng không bao giờ chịu khuất phục, luôn cố gắng, luôn nỗ lực để có thể là vươn tới thành công, chạm tới những cái đường vinh quang của đại gia đình mình, đúng không ạ? Anh chị có thể là thưởng lãm cho em gái đường vân chất gỗ vô cùng già luôn. Và xung quanh tác phẩm anh chị nhá, xung quanh tác phẩm thì nghệ nhân bên em còn chế tác là những cái giải tiền vàng này, hay những cái sâu tiền gắn chữ vạn sự như ý cho em gái, đúng không ạ? Để cầu tài cầu lộc, đắc tài đắc lộc về cho đại gia đình mình anh chị nhá. Từ những cái mặt tiền hay từ những cái đồng tiền này, châm tỉa thì cũng rất là tròn và rất là chi tiết luôn cho em gái, đúng không ạ? Chữ lộc để mang lại tài lộc, mang lại may mắn cũng như là mang lại vinh hoa phú quý, đúng không ạ? Anh chị ơi, trên một phôi gỗ hương ta Gia Lai rất là già, phôi gỗ gốc cây chị nhá, nhà em đã làm sạch những cái phần rác này, phần bụi bẩn rồi, để có thể là chế tác ra một tác phẩm quá là hoàn hảo, sạch sẽ, gửi đến không gian đại gia đình mình, đúng không ạ? Từ những cái dàn pháo này anh chị có thấy đây, châm tỉa thì cũng rất là sắc nét luôn cho em gái anh chị nhá. Từ những cái bông hoa cúc đất này, cây lấm linh chi hay là những cái củ nhâm sâm anh chị ơi, châm tỉa thì cũng rất là rõ ràng, di sần thì cực kỳ là tỉ mỉ luôn cho em gái anh chị nhá. Một tác phẩm hàng làm rất là kỹ thì anh chị có thể là cân đối cho em gái và đưa ra cho em gái xin quyết định, đúng không ạ? Tác phẩm này với chiều cao cho em gái là 2m90, ngang là 1m57 và sâu là 99.
tặng kèm với chị một chiếc kỳ cao đến 32 cm anh chị nhá. Giao lưu với chị chỉ là bao nhiêu? 1.108.000 đồng. Và 108.000 đồng em gái đã bao gồm phí vận chuyển rồi anh chị ơi. Anh chị nào mà ưng ý thì có thể là để lại cho em gái xin tín hiệu ở bên dưới video, hoặc là alo trực tiếp cho nhà em qua số điện thoại là 0944 812 986 và 0822 338 345. Và anh chị nào ở gần cơ sở bên em thì em cũng xin mời anh chị qua trực tiếp cơ sở bên em để có thể là nhìn tận mắt, ngắm tận tay cho em gái được ạ. Những cái siêu phẩm VIP mới nhất bên em mà nhà em vừa mới hoàn thành anh chị ơi. Và em cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ.